Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại cả nhà trong bản điểm tin cuối tuần để chúng ta cùng phân tích đánh giá xu thế thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuần từ ngày mùng 5, đến ngày mùng 9 tháng 8. Tức là cũng là chúng ta coi như đây là tuần đầu tiên của tháng 8, bởi vì chúng ta đã vừa kết thúc tháng 7 và có 2 ngày, đấy là ngày mùng 1 và ngày mùng 2 của tháng 8 thì nó ăn vào tuần trước. Thì như thường lệ thì trong bản tin của chúng ta thì chúng ta sẽ cùng đánh giá lại toàn bộ xu thế thị trường trong tuần vừa qua, nhìn nhận lại tất cả các cái mã cổ phiếu, các cái ngành đã thể hiện ở trong tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu mà team của chúng ta đang theo dõi. Thế thì đầu tiên thì Hùng sẽ tổng kết lại hiện tại thì Hùng sẽ tổng kết lại lệnh phái sinh. Thì trong team của Hùng Lê thì như chúng ta đã biết là chúng ta có hai cái room để hỗ trợ chuyên sâu cho tất cả những anh chị em đã chuyển về team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để cùng đồng hành và cùng đầu tư ở trên chặng đường. Thì hiện tại là admin đã tổng kết toàn bộ các cái vị thế lệnh của phái sinh trong tháng 7, gồm có hợp đồng tương lai tháng 7 và một phần của hợp đồng tương lai của tháng 8. Một phần của hợp đồng tương lai tháng 8 thì tổng kết lại ở trong tháng 7, tức là tổng cái lệnh thắng của hợp đồng tương lai tháng 7 đến ngày 16 là 64,9 điểm. Còn của hợp đồng tháng 8 hiện tại là đang đạt 17,8 điểm, và tổng kết lại trong tháng 7 thì chúng ta có một cái lệnh thắng là 82,7 điểm. Tức là số lệnh thắng trên lệnh thua là 82,7 điểm. Thì room hỗ trợ chuyên sâu về phái sinh thì được tất cả những anh chị em đã có cái bề dày kinh nghiệm trong cái quá trình trending thì sẽ up lệnh lên đây, và chúng ta sẽ trong cái quá trình chúng ta nhận lệnh thì chúng ta sẽ có thể, đấy là những cái lệnh tham khảo tùy các cái khẩu vị của quý anh chị nhà đầu tư, thì chúng ta có thể tham gia. Thì mức độ kỳ vọng của chúng ta thì có thể là nó sẽ lớn hơn hoặc là nó sẽ bé hơn so với những cái lệnh, mà những cái tín hiệu lệnh ở trên này, thì chúng ta sẽ căn cứ vào đó để chúng ta có những cái lệnh đánh nó là tốt nhất. Còn đối với mảng chứng khoán cơ sở thì rõ ràng một điều là trong bản tin video số 65, anh chị chờ một tí. Trong bản tin video số 65 thì trong bản tin video số 65 ngày 28, bản view lại 28 đây rồi, ok. Trong bản tin video số 65 thì Hùng đã có đề cập đến cái tuần phân tích từ ngày chúng ta phân tích tuần từ ngày ok Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. 29 tháng 7 và 2 ngày của tháng 8, mùng 2 tháng 8 thì Hùng có đề cập đến cái việc là VN Index của chúng ta sẽ cắm thủ 1.000 điểm, và Hùng có phân tích một số cái mã cổ phiếu mạnh ở trên đó. Thế thì là trong tuần vừa qua thì VN Index của chúng ta cắm nhưng không thủ, tức là VN Index của chúng ta đã có phiên ngày, đây là ngày 30 tháng 7. Ngày 30 tháng 7 thì VN Index lúc đó có lúc đã đóng đã dâng lên khoảng 1.002 điểm gì đó, cũng không nhớ rõ. Và cũng chính trong phiên đó thì cái việc là cắm nhưng không thủ được dẫn đến một cái việc là VN Index của chúng ta đã có một phiên rơi khá là mạnh, rơi khoảng tầm 12 điểm và suýt soát là phá vỡ cái khung 985 điểm ở đây. Và ngay sau đó thì VN Index của chúng ta đã có hai phiên lấp lại được 2/3 cái gap tạo ra ở đây để đưa về cái mốc 995 điểm, và phiên cuối tuần thì VN Index lại tạo một cái gap ở đây. Và một cái điều cũng khá là quan trọng trong cái xu thế hiện tại, đấy là ở phiên cuối tuần thì dòng tiền cũng đã được đẩy lên tương đối khá, vượt trung bình 21 phiên. Và điều quan trọng thứ hai đó là VN Index của chúng ta không gãy ngưỡng 985 điểm. Và cái điều quan trọng thứ ba là VN Index của chúng ta không gãy mốc 990 điểm. Thì đấy là những cái yếu tố tích cực nhất của VN Index trong tuần vừa qua. Và một cái điều quan trọng nữa là Hùng Lê nhận thấy rằng là các nhóm ngành
đã có một cái sự quay trở lại sau những cái phiên giảm điểm rất là mạnh. Về bản chất là các anh chị chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu được rằng là mặc dù là VN Index của chúng ta tiệm cận mốc 1.000 điểm, tuy nhiên là tất cả những cái mã cổ phiếu mà các anh chị chúng ta nắm thì gần như là không tăng, hoặc là những cái nhóm ngành mà chúng ta nắm giữ thì gần như là điều chỉnh hoặc là đi ngang. Đó. Và chính vì như vậy các anh chị cũng, nếu những anh chị nào mà theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê thì các anh chị cũng có thể hiểu được là tại vì sao ở trong cái giai đoạn gần đây thì Hùng Lê lại khuyến nghị các anh chị đầu tư những cái mã cổ phiếu trụ. Ví dụ như Vinhome trước đây không bao giờ Hùng Lê khuyến nghị các anh chị đầu tư, VIX không bao giờ khuyến nghị các anh chị đầu tư, hoặc là BVH, hoặc là Mansan, hoặc là PNG đó, hoặc là MWG, thì những cái mã cổ phiếu trụ đấy ở trong những bản tin gần, tức là bản tin trước cái ngày tháng 7, trong vùng tháng 6 thì Hùng Lê không có khuyến nghị, và bắt đầu bước vào tháng 7 thì Hùng Lê bắt đầu khuyến nghị các anh chị những cái mã cổ phiếu trụ. Rồi là tại vì sao Hùng Lê lại khuyến nghị các anh chị các cái mã cổ phiếu về khu công nghiệp? Bởi vì đó, Hùng đang nhìn thấy những cái tiềm năng về cái sự vận động về giá của khu công nghiệp, hoặc là chúng ta tập trung một số cái mã cổ phiếu của Viettel. Đó, ví dụ như VGI, đúng không ạ? VGI có những cái thông tin không tốt, nhưng mà cái cách phân tích của Hùng Lê thì Hùng Lê lại đánh giá rằng là cái yếu tố tạo lập, những cái bàn tay tạo lập ở đằng sau đó nó rất là tốt. Và trước khi mà Hùng Lê đánh giá lại thị trường trong tuần vừa qua thì Hùng Lê có quay lại một tí. Đấy là Hùng Lê sẽ nhấn mạnh cái việc là quản trị rủi ro trong tài khoản, thì Hùng sẽ nói đến mã cổ phiếu SDI. Đối với mã cổ phiếu SDI thì các anh chị, nếu những anh chị nào theo dõi những bản tin của Hùng Lê thì cũng có thể xem được những cái kịch bản phân tích của Hùng Lê ở trong những nhịp test chỉnh ở vùng 72.5 ở đây. Khi SDI có một cái vùng từ cái vùng nền tích lũy từ vùng 67 đến vùng 68.5, và sau đó SDI đánh lên vùng 77 và có những cái nhịp test chỉnh về vùng 72.5, thì tại thời điểm đó Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể mở những cái điểm mua tại đó. Và sau đó thì đến vùng 80 thì nếu chúng ta nhìn ở trên một góc độ tổng thể thì chúng ta cũng có thể thấy rằng vùng 80 là sẽ là cái vùng break của cổ phiếu này. Và từ vùng 80 này thì cái mục tiêu trong những cái bản tin phân tích trước đây của Hùng Lê thì chúng ta đều đặt một cái mục tiêu lên là cổ phiếu này có thể chạy về vùng 100. Tuy nhiên trong cái phiên rơi mạnh của thị trường thì SI đã có một phiên rơi rất là mạnh đây. Chính là phiên ngày 30 tháng 7 cùng với phiên rơi của thị trường, và phiên ngày sau đó thì SI lại tiếp tục tạo một cái khoảng gap rơi rất là mạnh. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy là nếu mà chúng ta mua ở trong những phiên này, tức là đây là T0, T1, T2 và T3, tức là T3 hàng về, thì có thể là chúng ta sẽ chốt chặn ở giá 65, và cái điểm mua ở đây có thể chúng ta sẽ là giá 60. Như vậy thì chúng ta đã có một cái mức lỗ khoảng tầm độ 18 đến 20%. Như vậy thì rõ ràng một điều, nếu chúng ta mua ONI, tức là chúng ta danh mục trong tài khoản của chúng ta chỉ có mã cổ phiếu SI, thì chúng ta đã bị một cái mức lỗ 20% trên tài khoản, so với việc là chúng ta phân bổ thành 5 mã cổ phiếu ở trong cái danh mục đầu tư của chúng ta. Và chúng ta sẽ như vậy thì chúng ta sẽ bị 20% của 1/5, thì như vậy chúng ta sẽ giảm thiểu được cái mức độ lỗ của cổ phiếu này. Bởi vì khi chúng ta phân tích kỹ thuật là chúng ta dựa vào những cái yếu tố hiện tại, những cái nền tảng hiện tại của cổ phiếu ở cái mốc là break qua ngưỡng 80 rất là đẹp. Và khi mà cái xu thế đẹp như này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng lên, đánh lên những cái xu thế tiếp theo. Và như vậy thì các anh chị cũng có thể xem lại, chúng ta có thể xem lại cái bản tin số bao nhiêu đây. Chúng ta có thể xem lại cái bản tin số 61. Bản tin số 61 thì trong cái phần đầu của video thì Hùng đã đề cập đến cái câu chuyện là Vinamilk. Thì rõ ràng một điều là cái việc là chúng ta đúng sai ở trên thị trường thì rõ ràng một điều là chúng ta sẽ gặp thường xuyên. Đấy là quan điểm của Hùng Lê. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phân bổ tài khoản như thế nào, chúng ta quản trị rủi ro như thế nào để chúng ta có một cái đường đi dài trong cái quá trình đầu tư, thì đấy là một cái điều hết sức là quan trọng. Ok, thì trước khi mà chúng ta đi phân tích thị trường thì Hùng có điểm lại một cái ý như vậy để chúng ta lưu ý, các anh chị nhà đầu tư của chúng ta lưu ý để chúng ta có được trong một cái chặng đường chúng ta đầu tư để làm sao đó để nó tốt nhất. Ok, đầu tiên thì chúng ta cùng điểm qua các cái mã cổ phiếu của họ nhà VIX. Thì đầu tiên sẽ là Vinhome. Vinhome thì Hùng đã phân tích ở trong cái nhịp test chỉnh ở đây khoảng chạm về khoảng vùng 82 đến vùng 82.5.
Và từ vùng này thì Hùng có đánh giá rằng là Vinhome sẽ đánh về vùng 90. Thì trong tuần vừa qua thì Vinhome đã hoàn thành cái target của cổ phiếu này ở mốc 90, thậm chí là có thể đánh cao hơn lên một tí. Vậy thì kịch bản của Vinhome nó sẽ như thế nào? Bởi vì khi về đến vùng 90 thì cũng là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của Vinhome ở bên này, bởi vì Vinhome của chúng ta cũng chỉ chạy được khoảng vùng 95. Thì với một cái tín hiệu tại của Vinhome như thế này thì Hùng có đánh giá rằng khả năng là Vinhome đánh về 90 và Vinhome sẽ có những cái nhịp test lại ở quanh vùng 85. Quanh vùng 85, 85 hoặc là 87 gì ở đây, trong vùng 87 ở đây. Và sang tuần tới thì Vinhome sẽ lấy đà, sẽ có những phiên test chỉnh về đó, và Hùng kỳ vọng rằng là Vinhome sẽ đánh về vùng 95. Đánh về vùng 95 cũng là cái vùng coi như là bằng đỉnh, và có khả năng là về đến vùng 95 thì Vinhome sẽ cần thời gian để có thể có thời gian để tích lũy lại. Và một cái kịch bản là Vinhome có thể vượt đỉnh hay không thì hiện tại Hùng chưa thể đánh giá tiên lượng được cái kịch bản mà Vinhome có thể vượt đỉnh 95 hay không. Nhưng trước mắt thì chúng ta sẽ kỳ vọng là Vinhome sẽ đánh về vùng 95. Ngay anh chị chờ Hùng một tí để Hùng đánh dấu lại cái điểm. Với anh chị nào chúng ta đang nắm giữ mã cổ phiếu Vinhome thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt dần từ vùng 90 đến khoảng vùng 95. Đối với Vic thì trong tuần vừa qua có một bạn có một cái dòng comment ở trên video số 65. Thì chúng ta có thể xem lại cái comment của video, comment của bạn ấy thì không đề cập đến ở đây. Còn đối với quan điểm của Lê thì chúng ta trong quá trình chúng ta đầu tư thì chúng ta có nhiều phương pháp khác nhau. P/E cũng là một cái chỉ số, nó chỉ là một cái chỉ số để đánh giá doanh nghiệp chứ nó không phải là hoàn toàn là tất cả là cái số P/E. Đối với VIX thì Hùng đã thấy được một cái nền VIX đánh vượt vùng đỉnh 120 và đã có những cái phiên test lại, những phiên test lại ở đây với lượng cầu ở một cái mức độ trung bình, và hiện tại thì đang neo ở khoảng vùng giá 122 khá là tốt. Và cái xu thế hiện tại của VIX thì Hùng vẫn đánh giá rằng là VIX sẽ đánh lên vùng 130 đến vùng 135, mạnh thì VIX sẽ đánh về vùng 135 ở trong nhịp này để làm sao để lead thị trường. Bởi vì là khi VN Index của chúng ta mà đánh qua mốc 1.000 điểm thì sẽ cần rất nhiều những yếu tố tổng hợp, và sẽ cần những cái bộ trụ để giúp cho thị trường của chúng ta có thể có được một cái đà tăng. Đối với VIX thì quan điểm hiện tại là Hùng cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể tham gia, và vùng giá tham gia thì Hùng đã phân tích ở tuần trước rồi, và kỳ vọng sẽ đánh về vùng 130 đến vùng 135. VRE thì đối với VRE hiện tại thì trong cái kịch bản mà phân tích của Hùng thì Hùng có đề cập đến việc là VRE có thể đánh chạm vùng 38.5 và sau đó thì test chỉnh. Tuy nhiên là VRE trong cái kịch bản gần đây thì VRE chỉ đánh được đến về khoảng vùng chạm vùng 38. Chạm về đến vùng 38 và sau đó thì VRE đã chỉnh khá là sâu trong hai phiên gãy ở đây. Và sau đó thì có một cái phiên hồi xong thì VRE lại có hai phiên là gần như VRE lại đang bị đuối sức. Tuy nhiên là một cái điều chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy đấy là VRE hiện tại là hai phiên tích lũy ở đây thì VRE đang khá là cạn cung, tức là cái lượng cung đang khá là cạn. Điều này cho thấy rằng cái tâm lý của những cái nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này thì cũng đang kỳ vọng VRE sẽ có những cái nhịp đánh cao hơn. Đối với kịch bản của VRE thì VRE sẽ có một cái vùng hỗ trợ ở đây, tức là nó sẽ chạm vào đến cái vùng ở đây khoảng tầm vùng 35.8. 35.5 đến khoảng vùng 35.8 thì khả năng là cổ phiếu này sẽ test chỉnh về đến đây, về tối đa là sẽ về đến đây. Về đến vùng này nếu như cổ phiếu bị gãy khỏi cái nền này với vô là khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì đấy là một tín hiệu khá là xấu của VRE. Chúng ta sẽ phải xem xét để chúng ta có thể ra hàng đối với cổ phiếu VRE. Vinamilk thì hiện tại là cái nền tích lũy của Vinamilk quanh vùng giá 123 khá là dài.
Ở một số các anh chị có nhắn tin cho Hùng thì có hỏi là bây giờ khi mà một cổ phiếu nền tích lũy dài như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Thì đối với quan điểm của Hùng Lê là chúng ta cái vùng giá 123 này là khuyến nghị các anh chị chúng ta mở những cái điểm mua gom, tức là chúng ta mở mua 1/3 đến 1/4 số định mua. Có những cái tín hiệu, có những cái phiên mà Vinamilk đã có những cái tín hiệu vượt vùng giá 125 thì Hùng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể ra mua hết ở vùng giá 125. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk thì Hùng đánh giá rằng là Vinamilk cũng sẽ tiếp tục tích lũy, và cái nền tảng của cái nền giá 123 này thì Hùng đánh giá rằng khá là tốt. Và những anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu Vinamilk thì chúng ta cũng sẽ kiên trì để nắm giữ cổ phiếu này, và chúng ta kỳ vọng là trong cái nhịp đánh ngắn hạn Vinamilk sẽ đánh về đâu đó chạm vùng giá 135. Tức là khoảng từ vùng cái nền tích lũy này 123 có thể đánh chạm vùng 135 để thứ nhất là ủng hộ cho xu thế tăng giá chung của thị trường. Đối với SAB thì SAB cũng là một cái mã cổ phiếu mà giữ nhịp giữa thị trường rất là tốt. Trong cái nhịp đánh vừa qua ở VN Index của chúng ta có những cái nhịp tăng điểm thì có sự góp phần rất là lớn của cổ phiếu SAB. Đối với SAB trong xu thế hiện tại thì có đánh giá rằng SAB có thể cái vùng mà tích lũy ở đây là vùng 280, và nếu như cái vùng 280 này cổ phiếu không bị gãy thì rất có thể là sẽ có một hoặc hai phiên lực cầu sẽ đánh chạm về đến vùng 300. Cái đích đến mà Hùng đang phân tích ở đây thì có khả năng SAB sẽ chạm về vùng 300. Một số các cái tín hiệu kỹ thuật về dòng tiền của SAB thì hiện tại đang khá là tốt. Chỉ báo MACD thì đang hơi xấu. Tuy nhiên là đối với những yếu tố tạo lập của những mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng không quá đề cập nhiều đến cái yếu tố kỹ thuật của nó. Cổ phiếu VDC. Đối với VDC thì ngưỡng gọi là trong cái nhịp phân tích đầu tiên chạm về vùng 135 thì cổ phiếu này đã chạm về vùng 135. Và sau đó những nhịp test chỉnh về quanh khoảng vùng 128 thì Hùng Lê cũng đã có đề cập rồi. Và trong nhịp đánh này thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng là Hùng đã bẻ kịch bản của cổ phiếu này. Đấy là sẽ đánh về vùng 140 đến vùng 145. Mạnh thì cổ phiếu này sẽ đánh về vùng 145. Trên xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng các cái dòng trụ thì bây giờ có những dòng nào tốt và có những mã cổ phiếu nào tốt thì cổ phiếu VDC cũng là một cái trụ mà Hùng đánh giá là khá là tốt ở trong cái giai đoạn hiện tại. Khi mà cái lực đi cổ phiếu đi khá là nhẹ nhàng và có những cái nhịp rung rũ hàng và sau đó thì có những cái nhịp hút lại, thì đầu tiên để mà hoàn thành được cái target vùng 140 đến 145 thì cổ phiếu này cần phải lấy lại vùng có thể sẽ lấy lại vùng 135, cần một phiên có lực cầu đủ mạnh và kéo qua vùng 135, và sau đó sẽ có một hai phiên test lại quanh vùng 135, và từ đó từ những cái phiên test đó thì chúng ta có thể quan sát để chúng ta có thể có được những cái chiến lược phù hợp hơn. BVH thì BVH như thế này là hiện tại là như thế này là sẽ là không ổn đối với kịch bản phân tích. Trong cái kịch bản phân tích của Hùng Lê thì Hùng Lê có đề cập đến việc là BVH sẽ chỉnh về vùng 83.5, và từ vùng 83.5 này thì đã đánh tiếp một nhịp cuối cùng, có thể là đánh tiếp một nhịp cuối cùng là về đến vùng 90. Nhưng tín hiệu kỹ thuật, các anh chị lưu ý tín hiệu kỹ thuật cuối tuần của BVH như thế này nó là xấu. Tức là cái nền hỗ trợ của Hùng ở đây là 83.5 thì BVH đã bị thủng mất 0.5 lai. Vậy kịch bản nào cho BVH? Thì đối với BVH trong phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới, BVH phải lấp lại cái vùng 83.5 thì cái cơ hội đi tiếp của BVH đến vùng 90 là còn. Ngược lại, nếu như BVH không lấp lại được cái vùng 83.5 này thì bắt buộc chúng ta phải bán mã cổ phiếu này. Bởi vì khi mà cổ phiếu này không lấp được vùng 83.5 thì như thế là cái xu thế cổ phiếu nó bị thay đổi. Trên cái góc độ ngắn hạn thì đường MACD đang khá là xấu đối với mã cổ phiếu này, đang khá là xấu, hơi xấu. Khi mà hai cái đường tín hiệu của MACD đang ngày càng mở rộng hơn. Đó thì cái cách phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ căn cứ vào những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể đưa ra những cái hành động cổ phiếu. Chúng ta không được níu giữ, hoặc là chúng ta không được có một cái niềm tin. Một cái niềm tin nhiều lúc là các nhà đầu tư của chúng ta thường hay có một cái niềm tin, đấy là niềm tin vô vọng. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu Mansan. Đối với mã cổ phiếu Mansan thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở đây là vùng giá 80 có thể mua để chúng ta đánh
đánh T cộng và có thể hồi cái cổ phiếu Masan có thể đánh về vùng 85. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Masan đã bị gãy nền 80, tức là gãy nền 80, cách nền 80 khoảng nền 79 thì khả năng thì cổ phiếu này sẽ không thể gãy sâu được, không thể gãy sâu được. Đây đang là những cái nhịp mà cổ phiếu này test để rung rũ ra, để có thể là những cái anh chị nào mà chúng ta mua được, bắt được ở vùng 76 thì chúng ta cũng có thể chốt chốt ở đây. Có thể là đây thì Masan sẽ có khoảng 1 đến 3 phiên để hấp thụ cái lượng cầu ở đây, tức là khoảng quanh vùng 79 đến khoảng có thể là vùng 79 đến vùng 90, hoặc là có thể là vùng ok khoảng vùng này, chúng ta sẽ kỳ vọng Masan ở vùng này. Và xu thế hiện tại của Masan Hùng vẫn đánh giá kỳ vọng là Masan trong cái nhịp đánh ngắn này sẽ đánh về khoảng vùng 84 đến vùng 85. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu gas, họ dầu khí. Thì đối với cổ phiếu gas thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là trong cái giai đoạn hiện tại thì gas cũng đang đánh theo những cái trend sóng khá là ngắn. Và trong những cái bản tin phân tích gần đây thì Hùng có đề cập đến việc là cái nhịp hồi của Masan sẽ hồi về khoảng vùng 107 và mạnh hơn thì có thể đánh chạm vùng 110. Thì hiện tại là gas đã đánh chạm vùng 110, và từ vùng 110 này thì khả năng cao thì gas sẽ chỉnh về xuống những cái vùng tích lũy ở đằng dưới, thì nó sẽ hợp lý hơn so với việc là nếu gas đánh thẳng luôn như thế này thì nó cũng sẽ hơi khó, và cái vùng tích lũy của gas ở vùng thấp khoảng quanh vùng giá 95 thì nó sẽ khá là hợp lý. Thì đối với cổ phiếu gas thì đã khuyến nghị các anh chị ra hàng từ vùng giá 107, và những anh chị nào mà đang cầm hàng thì cũng đã khuyến nghị các anh chị là đến vùng 110 chúng ta cũng có thể ra hàng với mã cổ phiếu gas. PVD. Đối với PVD thì những anh chị nào phân tích nghe những bản tin của Hùng Lê thì Hùng đã không có khuyến nghị các anh chị đầu tư mã cổ phiếu PVD này rồi. Bởi vì Hùng đã nhìn thấy PVD có những cái tín hiệu khá là yếu ngay từ những cái tuần rất là sớm. Các anh chị có thể xem lại. Và trong tuần thì trong phiên cuối tuần thì PVD đã gãy cái nền ở đây, tức là gãy cái nền 16, khoảng nền 16.5. 16.5 thì nền này của PVD đã bị gãy, và cái lượng hàng ra thì nó cũng là tương đối. Và với cái việc mà cổ phiếu này bị gãy như vậy thì có thể PVD sẽ hồi sẽ lùi về ở những cái vùng nền tích lũy thấp hơn ở dưới này. Thì những cái vùng nền tích lũy thấp hơn thì có thể là sẽ rơi chạm với vùng đỉnh cũ ở đây, tức khoảng tầm quanh vùng 15. Vùng 15 đến vùng 15.2 ở dưới này thì đối với xu thế hiện tại của PVD là hơi xấu. Khi mà đường MACD thì cũng tiếp tục MACD tiếp tục đi xuống và không vượt qua được đường zero, thì như thế là cái tín hiệu kỹ thuật của PVD hơi xấu. PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như PVD, thì PVS là trong một cái kịch bản gần nhất là có phân tích một cái nhịp hồi ở đâu đây, và sau đó thì cái nhịp hồi này không thành, thì cái kịch bản, cái xu thế chung của PVS thì vẫn đang là một xu thế giảm giá. Không biết là có thể cái cây nến này là cây nến ảo, có thể là chạm vùng 20, tức là có thể là khớp ở đầu phiên. 100 mã cổ phiếu thì thường là sàn HNX thì thường hay có những cái nhịp đánh như vậy, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì có thể PVS sẽ về lại vùng nền khoảng vùng nền 20.5 đến khoảng vùng nền 21.3. Có thể rơi lại về vùng nền này, và thậm chí là PVS có thể rơi về vùng nền hỗ trợ ngắn ở dưới này là khoảng vùng 20. Từ vùng 20 này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát mã cổ phiếu, thì khả năng là cái nền hỗ trợ gần nhất của PVS sẽ là khoảng vùng nền 20. Những anh chị nào đang cầm nắm giữ mã cổ phiếu PVS thì chúng ta cũng có thể canh những cái nhịp hồi để chúng ta có thể tạm thời chúng ta rời bỏ mã cổ phiếu này. PLX. Đối với PLX thì trong cái dàn mã cổ phiếu dầu khí thì có đánh giá rằng PLX là một cái mã cổ phiếu khá là tốt. Và cái mục tiêu mà PLX đánh về khoảng vùng 70, tiệm cận về vùng 70 thì hiện tại không thay đổi, bởi vì là
cái yếu tố hỗ trợ kỹ thuật gần nhất của PLX đấy là vùng giá 60, hiện tại là PLX vùng giá 6 à xin lỗi cả nhà. Vùng giá 64 thì vùng giá 64 này PLX cũng không bị gãy nền giá 64 và sau một cái phiên đánh mạnh như thế này thì đã có những cái phiên test chỉnh lại và nếu mà chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật tức là hiện tại là đã lấy lại được khoảng tầm 1/2 chỉnh lấy lại được 1/2 cái cây nến ở trước đó thì như thế là tín hiệu kỹ thuật khá là ok. Và ở trong ra xu thế hiện tại thì chúng ta nhìn thấy rằng là PLX đang cạn cung ở những cái vùng này thì như thế là khá là ok. Và cái điều quan trọng nhất là PLX cần phải lấy lại vùng giá 66. PLX cần phải lấy lại vùng giá 66 ở đây. Và Hùng vẫn kỳ vọng là sang tuần thì sẽ có những phiên mà cầu sẽ quay trở lại đối với mã cổ phiếu PLX để đánh PLX vượt vùng 66 và đi đâu đó tiệm cận về khoảng vùng giá 70 đến khoảng vùng giá 71 ở trong nhịp đánh này đối với PLX. Hùng phân tích luôn mã cổ phiếu PVT. Thì PVT thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư khuyến nghị mua ở trong cái phiên nào đó ở trên Zoom thì các anh chị có thể hình như đâu đó là đây hình như là ngày 29 tháng 7 à 29 tháng 7, cả nhà chú ý PVT vùng giá gom mục tiêu quanh vùng giá 17. Một số các tài khoản đã mua PVT và hình như thì cũng đã có một số tài khoản chốt bởi vì hơi nóng vội ở cái nhịp mà PVT trong cuối tuần đánh về vùng 18. Tuy nhiên nếu nhìn ở trên một cái xu thế tổng thể của PVT thì cũng đánh giá rằng PVT ở trong nhịp này sẽ đánh sóng dài chứ không chỉ là đánh về chạm đến vùng 18 đến vùng 18.3 đâu. Thì trước mắt thì PVT sẽ gặp một cái cản khó ở đây đấy là khoảng quanh vùng giá 19. Một cái cản khó ở đây là quanh vùng giá 19 và tại vùng giá 19 này thì có thể cổ phiếu sẽ lình xình và tích lũy lại và chờ những cái nhịp đánh. Những nhịp đánh và Hùng kỳ vọng ở trong nhịp này có thể PVT sẽ đánh vượt vùng 22, vượt vùng 22 và cái target cao nhất có thể chạm vùng 25 đến vùng 26. Tuy nhiên để lên được những cái vùng đó thì đầu tiên chúng ta sẽ phải quan sát và chúng ta cũng bình tĩnh để chúng ta có được những cái target đầu tiên cái đã. Chứ Hùng cũng không có kỳ vọng lớn và qua những cái tín hiệu kỹ thuật hàng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích và cái ngưỡng khó đầu tiên mà cổ phiếu này cần vượt qua là ngưỡng 19. Quan điểm hiện tại của Hùng thì PVT vẫn đang khá là tốt và vẫn đang khá là ok. Chúng ta những tài khoản nào đang nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ mã cổ phiếu PVT. Vietcombank thì trong giai đoạn hiện tại Vietcombank có đánh tiếp không thì trong cái nhịp đánh chạm ngưỡng 80 thì cũng có đề cập đến là Vietcombank sẽ chỉnh về đâu đó khoảng tầm vùng 75 thì nó hợp lý. Nhưng mà đâu đó chỉnh không đến vùng 75 thì sau đó cổ phiếu này sẽ đã đánh vượt vùng 80 và chạm đến vùng 81. Và xu thế hiện tại với một cái ý đồ tạo lập thì cũng vẫn đang kỳ vọng là Vietcombank sẽ đánh về vùng 85. Vietcombank đánh về vùng 85 thì VN Index của chúng ta cũng sẽ tăng được kha khá và Vietcombank sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu trụ để neo đậu lại cái VN Index của chúng ta trên 1.000 điểm để chúng ta tiếp tục làm ăn. Thì đối với Vietcombank hiện tại thì đang kỳ vọng như vậy. Ba phiên khá là thấp thì khả năng là cổ phiếu này sẽ test chỉnh lình xình lại ở đâu đó quanh vùng 78.5 đến vùng 79 và sau đó sẽ tiếp tục hồi phục để ủng hộ xu thế tăng thị trường. Mã cổ phiếu BID, BID thì trong những cái kịch bản gần đây thì có đề cập đến là BID có thể test chỉnh về đâu đó khoảng vùng 34.5 và từ vùng này thì chúng ta có thể tham gia. Đối với BID phiên cuối tuần, BID đã có một cái lực cầu quay trở lại như vậy là khá là tốt, khá là ok. Từ vùng 34.5 này thì sẽ kỳ vọng là BID sẽ đánh lại về vùng 37.5. Đây target đang đặt ở đây khoảng là BID khoảng vùng 37.5 và sẽ cần có những cái lực cầu để kéo qua vùng 36, tức là BID sẽ gặp khó ở vùng 36. Tuy nhiên đối với mã cổ phiếu đối với BID thì nó đánh rất là nhạy. BID thì thường là đánh rất là nhạy và chỉ cần khoảng phiên khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu thì gần như BID đã có thể tăng trần được. Xu thế hiện tại của BID đang khá là ok khi mà dòng tiền vẫn tiếp tục có những cái
xu thế đi lên và đường MACD trên biểu đồ liên tuần khá là tốt, khá là ok. Đối với mã cổ phiếu BIT thì đã khuyến nghị cho các anh chị rồi, chúng ta có thể tham gia đầu tư. Công thương ở trong giai đoạn hiện tại thì công thương thì hơi xấu bởi vì là cái lực đánh của dòng tiền không có, lực đánh của dòng tiền không có, và công thương thì vẫn đang bị những cái ngưỡng cản trong ngắn hạn, ví dụ tại vùng giá 23 rồi tại vùng giá 22, tại vùng giá 22. Trong ngắn hạn thì công thương lại lùi về mốc 20, thì khi thường là khi cổ phiếu chạm về những cái những cái đáy ngắn hạn ấy thì thường là nó sẽ có những cái lực hồi. Và những cái lực hồi này thì có thực sự mạnh không, thì hiện tại Hùng đánh giá rằng những lực hồi này chưa thực sự mạnh, khi mà cái lượng cầu bắt vùng hàng của công thương thì đang khá là yếu, nên là chúng ta tạm thời chúng ta cũng chưa tham gia. ACB thì khá là xấu, khá là nặng ngông. Như vậy là ACB lại đi lại về vùng nền, vùng nền 22 sau chia, và những cái tín hiệu kỹ thuật của ACB thì đang khá là tệ, khi mà dòng tiền đang tiếp tục cắm xuống và không có nhiều cái động lực để giúp cho cổ phiếu này tăng giá. Thì đối với ACB, vùng đánh giá hiện tại thì chúng ta cũng không tham gia. STB thì hình như là cũng chỉ đi ngang thôi, không có cái gì xuất sắc. STB thì không những là đi ngang còn gãy cả cái vùng nền ở đây, thậm chí là còn đâm xuống cả vùng nền 10. Đó, những cái mã cổ phiếu mà Hùng bảo là chúng ta không đầu tư, không có những cái tín hiệu tốt thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên tránh ra. MBB thì hình như cũng MBB thì hình như cũng về lại vùng nền rồi. Và khi về lại vùng nền thì phiên cuối tuần tín hiệu của MBB lại đang khá là tốt. MBB chạm về cái vùng đây, tức là chạm về biên trên ở đây, anh chị lưu ý đấy, cái cách nó là như vậy thôi. Thì thường là khi chạm về biên trên này thì cổ phiếu này sẽ có những cái lực phục hồi. Và kịch bản để MBB đánh một sóng dài chăng thì hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy, cái kịch bản mà MBB sẽ đánh sóng dài, nhưng mà phiên thứ hai, và phiên thứ ba tuần tới, nếu MBB lại lấy lại được cái vùng ở đây, là khoảng vùng 22, thì như thế là có thể MBB sẽ hồi lại, về lại cái vùng đỉnh cũ ở đây, về vùng 23 đó. Khi hồi về đến đây thì sau đó thì chúng ta có sóng dài hay không, chúng ta sẽ xem các cái tín hiệu kỹ thuật của MBB tại vùng giá 23. Còn hiện tại thì MBB đang có một nhịp sóng hồi, những anh chị nào mà đang cầm nắm MBB thì chúng ta canh nhịp hồi để chúng ta có thể ra hàng. Khuyến nghị mở mua thì Hùng không khuyến nghị đối với cổ phiếu MBB. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu, hai mã cổ phiếu đầu ngành về chứng khoán, nói là đầu ngành nhưng mà có lẽ là gãy cánh. Trong cái nhịp trước đây thì Hùng cũng có kỳ vọng là khi mà cổ phiếu này đánh chạm về cái vùng nền ở đây khoảng vùng 22.5 thì cổ phiếu này sẽ có những cái nhịp đánh vượt thoát lên ở đây. Tuy nhiên là sau đó thì lượng hàng ra rất là mạnh, và như thế thì mốc 20 lại chào đón cổ phiếu HCM rồi, không có gì xuất sắc. SSI thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, khi có những cái lực đánh ở đây, những cái phiên đánh ở đây thì Hùng có kỳ vọng rằng là SSI sẽ hồi về vùng 28. Tuy nhiên sau đó thì SSI đã rũ hết toàn bộ phiên tăng đó, và SSI cắm thủ một mạch đi xuống, và một mạch đi xuống như thế này thì khá là nguy hiểm. Và cái vùng hỗ trợ, tìm được cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta nó sẽ đi về đâu cũng hoàn toàn tương tự, khả năng là sẽ đánh chạm về vùng 20, như thế là cũng khá là vất vả, khá là gian nan đối với mã cổ phiếu này. Hiện tại thì đang có những phiên lình xình ở quanh vùng 23 ở đây. Những phiên tạo nền này thì Hùng đánh giá không tích cực, bởi vì là hiện tại thì cầu cũng đang khá là thấp, và có thể thì cổ phiếu này sẽ lình xình ở quanh vùng 23, và cần có những lượng cầu đủ mạnh để đẩy cổ phiếu bật lại vùng nền thì cái đấy cơ hội đánh tiếp cổ phiếu còn. Còn nếu mà không bật lại được vùng nền thì như thế là xấu. Hòa Phát thì
có những phiên cầu tăng, có những phiên cầu tăng để đánh bật lại vùng giá 22. Thì đối với Hòa Phát ở vùng giá 22 chúng ta cũng có thể tham gia đầu tư. Vùng giá rằng có thể từ cái vùng 22 này sẽ hồi về đâu đó được khoảng vùng quanh vùng 25 đến vùng 26 đối với Hòa Phát. Thì cái lượng cầu bắt trở lại đối với Hòa Phát trong cái giai đoạn hiện tại là đang khá là tốt. Thì cái vùng 22 này chúng ta có thể mở 1/3 số chúng ta định mua, tức là gọi là chúng ta mua để chúng ta lấy vị thế đối với mã cổ phiếu Hòa Phát. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu FPT và G. FPT hiện tại thì FPT đang khá là tốt khi mà những cái vùng nền ở đây FPT không bị gãy, tức là vùng 47.5 FPT không bị gãy, và có những phiên giảm và sau đó thì có những phiên tăng đẩy lại. Thì cái kịch bản ngắn nhất của FPT thì có thể FPT sẽ hút dòng tiền lên khoảng vùng giá 50. Hút dòng tiền lên khoảng vùng giá 50 và khả năng thì từ vùng 50 này thì cổ phiếu cũng cần phải test chỉnh để cổ phiếu nghỉ ngơi. Và một số anh chị có hỏi Hùng là có mua không, thì hiện tại theo quan điểm của Hùng là chúng ta sẽ chưa mua, mặc dù đây là một mã cổ phiếu tốt, và chúng ta sẽ còn cần chờ có những tín hiệu mà nó tốt hơn để chúng ta có được những cái điểm mua tốt hơn. Và phân tích FPT thì Hùng cũng phân tích luôn cái cổ phiếu CMG. Đó, đối với CMG thì cũng là một mã cổ phiếu về ngành công nghệ cũng khá là tốt. Và khi về đến cái vùng giá ở trên này thì các anh chị có hỏi Hùng mua không, thì theo Hùng là chưa mua. Và Hùng đang kỳ vọng ở một cái vùng giá khoảng 35 đến khoảng vùng 35-36 ở đây. 35-36 ở đây thì điểm sâu nhất sẽ là 35. Nhưng mà cổ phiếu này gần chạm đến về vùng 35 thì đã có hai phiên hồi với lực cầu tương đối khá. Và với một cái kịch bản như thế này thì chúng ta có thể canh ở đây, tức là khoảng canh ở đây khoảng vùng 36.5 thì chúng ta có thể mở vị thế mua gom 1/3 đến 1/4 số định mua, và chúng ta chờ cổ phiếu về đến tài khoản. Và khi cổ phiếu về đến tài khoản thì cái kịch bản của cổ phiếu nó xảy ra như nào thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái hướng để chúng ta có hướng xử lý. Còn đối với những cái mã cổ phiếu mà tăng trưởng và đánh theo trend thì thường là sau một cái những cái tăng mạnh như này và cổ phiếu lại có những cái phiên hút lại ngút ngắt nó đi khá là chậm, và sau đó thì nó sẽ có những phiên break đỉnh. Thì đấy là cái cách đi của những cái mã cổ phiếu như này. Đây là mã cổ phiếu CMG thì cũng là một mã cổ phiếu đáng để chúng ta đầu tư. Ở G thì hình như là bị rũ. Ở G thì đã bị rũ về vùng nền, và đây là vùng giá mà chúng ta đã khuyến nghị mua. Mã cổ phiếu G chúng ta có thể tham gia quanh vùng 32.5 ở trong cái nhịp này, và Hùng kỳ vọng là khi một cái nhịp đánh G này thì G sẽ đánh vượt đỉnh, tức là đánh vượt vùng giá 34.5 để đi về target Hùng đang phân tích ở đây là khoảng vùng 36 đến vùng giá 37, từ vùng 32.5. Mã cổ phiếu G cũng là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Các anh chị có thể lưu tâm giúp Hùng mã cổ phiếu này, bởi vì G cũng là một cái mã cổ phiếu trụ, và mã cổ phiếu trụ khá là tốt. Sau khi những cái dòng trụ tăng mạnh rồi thì dòng tiền có thể khả năng sẽ tìm đến những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt như là G. Novaland thì Novaland hiện tại cũng không có gì xuất sắc, đúng không ạ? Cứ về đến vùng nền thì chúng ta mua, và cứ về đến khoảng vùng giá 61 thì chúng ta ra hàng. Đấy là cái con mã cổ phiếu Novaland. VCG thì tạo lập đánh cũng khá là khó chịu. Khi mà cái vùng nền 26 này tích lũy khá là dài thì với những anh chị nào mà chúng ta có yêu thích mã cổ phiếu này thì vùng giá 26 thì chúng ta có thể mở 1/3 đến 1/4 số chúng ta định mua, và chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật mà cổ phiếu này có những phiên đánh break lên để chúng ta có thể mở mua hết. Trên cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là từ cái tuần ngày 12 tháng 4 đến tận bây giờ là tháng 8, tức là đã có đến khoảng tầm 4 tháng thì VGC chỉ đình trình ở quanh vùng giá 26, tức một nền tích lũy khá là dài và cạn cung, và sẽ có những yếu tố chắc chắn sẽ có những yếu tố đột biến để giúp chúng ta nhận biết được cái bàn tay của tạo lập sẽ đánh cổ phiếu này lên lúc nào. Thì vùng giá 26 chúng ta sẽ mở mua 1/
từ số chúng ta định mua. Và thậm chí là đối với JGC thì thường hay có những cái phiên đánh hẫng xuống như này, tức là khoảng vùng giá 24.5. Thậm chí là nếu mà cổ phiếu này đánh được đến về vùng 24.5 thì chúng ta cũng có thể mở mua tiếp 1/4 nữa, tức là chúng ta sẽ mua được khoảng tầm 50% số chúng ta định mua. Đối với VGC thì vẫn đang kỳ vọng sẽ có một nhịp đánh lên và chúng ta cần phải chờ thôi, chứ còn đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta sẽ không thể đủ sức mà kéo cổ phiếu này lên. Bình Minh thì trong những cái nhịp phân tích ở đây thì cũng có đánh giá rằng Bình Minh có thể sẽ chạm đến vùng 50.5. Đây, ở vùng 50.5 đến khoảng vùng 51, và từ vùng này sẽ chỉnh về khoảng vùng giá 48. Từ vùng nền 48 này thì sẽ hút lại và đánh chạm đỉnh, thì có thể là sẽ đánh chạm đỉnh 55 này. Từ vùng 48 sẽ chạm vùng 55 trước đã. Từ vùng 55 này thì chúng ta sẽ tiếp tục có những câu chuyện tiếp theo của Bình Minh. Thì đối với BMP cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng nghĩ là chúng ta có thể tham gia đầu tư được ở trong giai đoạn hiện tại. Vùng giá khuyến nghị các anh chị tham gia vùng 48. Ok. MWG chúng ta sẽ xem. MWG thì những cái nhịp phân tích để chạm về đến vùng giá 110 thì nó đã kết thúc, và từ vùng 110 này thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu này cần phải chỉnh và chúng ta sẽ cover lại ở khoảng quanh vùng 100. Tuy nhiên là cổ phiếu này cũng chỉ chỉnh về đâu đó được đến khoảng giữa đúng không ạ, giữa khoảng tầm vùng 107, và sau đó thì lại đang có những phiên đánh chạm lại target đỉnh cũ. Thì với xu thế hiện tại như này thì Hùng cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta tạm thời chúng ta không nên tham gia mã cổ phiếu MWG. Cũng có thể là cổ phiếu này sẽ đánh chạm về vùng đây, sẽ đánh chạm về vùng 110 và sẽ chỉnh lại một lần nữa. Bởi vì là cái nhịp chỉnh này thì Hùng đánh giá rằng nó chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh để có thể rũ hết toàn bộ những cái sự đeo bám của những nhà đầu tư nhỏ lẻ, và sẽ cần phải một phiên rũ nữa, và sẽ rũ về đâu đó khoảng gần vùng 100 thì nó sẽ khá là hợp lý, và từ vùng nền đó thì chúng ta có thể tham gia. PPC thì tí Hùng sẽ phân tích ở trong kia mã cổ phiếu rồi. Ok. Những cái mã cổ phiếu còn lại thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích ở trong danh mục đầu tư. Như vậy là chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu trụ và một số các cái mã cổ phiếu đầu ngành, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong phiên ngày thứ 6, một cái điều khá là đặc biệt trong phiên ngày thứ 6 đó là mở cửa phiên thì VN Index của chúng ta mất khoảng gần 10 điểm đâu đó, khá là mạnh. Thì cái sự mất điểm này thì nó cũng đến từ một số các yếu tố, ví dụ như là do những cái thông tin quanh cái cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, thì phía Mỹ không nhượng bộ và phía Mỹ sẽ có những cái căng thẳng leo thang và sẽ tiếp tục đẩy cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung lên những cái tầng cao mới, và Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ phía Trung Quốc, và dẫn đến một cái tâm lý nhà đầu tư của chúng ta thì cũng khá là hoang mang, dẫn đến là đầu phiên thì VN Index của chúng ta đã có những lúc giảm đến 10 điểm, và cuối phiên thì VN Index của chúng ta đã có một cái lực cầu kéo lên. Cái việc mà những cái thông tin ở phía bên ngoài lề thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái xu thế thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng cái điều cơ cốt lõi của chúng ta trong cái giai đoạn hiện tại là chúng ta nhìn vào một cái thực tế. Đấy là cái nội tại của thị trường của chúng ta đang như thế nào. Thì đấy mới là cái điều quan trọng nhất để chúng ta đánh giá một cái xu thế đi lên tiếp theo của VN Index. Chúng ta cùng xem lại đối với biểu đồ VN Index của chúng ta. Thì ngay đầu bản tin thì Hùng đã có đánh giá rằng có 3 cái yếu tố tích cực nhất đối với VN Index của chúng ta. Đấy là những cái ngưỡng hỗ trợ hiện tại là chưa bị thủng, và cái xu thế dòng tiền hiện tại cũng Hùng đánh giá đang khá là ok. Tuy nhiên với việc là VN Index của chúng ta có hai phiên lấp gáp và một cái phiên cuối tuần tạo nên một khoảng trống như này, thì sang thứ hai và sang phiên thứ ba tuần tới thì VN Index của chúng ta sẽ chưa thể tăng ngay được. Và Hùng kỳ vọng là cái ngưỡng 985 là cái ngưỡng test của VN Index của chúng ta, tức là VN Index của chúng ta sẽ không bị gãy nền 985 thì nó sẽ rất ok, có thể nó sẽ đi ngang ở quanh vùng này.
đi ngang quanh vùng 9885 đến vùng đến vùng 990 điểm. 990 điểm. Còn cái kỳ vọng mà để VN bật tăng mạnh thì có thể nó sẽ đến vào giữa tuần, chứ còn những cái phiên đầu tuần thì khả năng là đánh giá rằng VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục đình sình. HNX Index thì cũng đã có những phiên rũ khá là mạnh và khá là kinh khủng, và thậm chí là chạm nền, tức là có những phiên chạm nền 102. Xin lỗi cả nhà 103. Đó, đã có những phiên chạm nền 103 thì xu thế hiện tại của HNX Index thì nó lại xấu hơn so với VN Index, bởi vì là nó đã bị rũ khá là mạnh, và khi về vùng hỗ trợ thì có thể là sang tuần thì HNX Index đã có một cây nến rút chân ở đây, thì có thể kỳ vọng là sẽ tăng điểm cùng với VN Index của chúng ta. Như vậy là xu thế của VN Index của chúng ta trong tuần tới thì cái động lực tăng giá mạnh hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy. Động lực tăng giá mạnh hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy. Thì Hùng sẽ chờ đến phiên thứ 2 và phiên thứ 3, phiên thứ 4. Thì ở trên Zoom Zalo thì tối ngày Chủ nhật thì Hùng sẽ có một cái bản tin view lại thị trường, cũng như view lại tất cả những cái mã cổ phiếu. Và tối ngày thứ 4 thì thường là đến ngày thứ 4 thì tối ngày thứ 4 hàng tuần thì Hùng lại tiếp tục view lại để cho các anh chị của chúng ta có được những cái định hướng tốt nhất ở những cái dòng tiền đang tập trung vào những cái mã ngành nào, những cái họ nào thì chúng ta tập trung tiền vào đó để chúng ta có thể tham gia. Bởi vì là trong giai đoạn hiện tại là cổ phiếu chỉ tập trung vào đánh trụ và một số các nhóm ngành, ví dụ như nhóm ngành khu công nghiệp, đúng không ạ, ví dụ như là nhóm ngành của họ Viettel, và ví dụ như nhóm ngành xây dựng thì đã có những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích ở trong cái thời gian vừa qua. Và trong tuần vừa qua thì cũng đã có bổ sung thêm một số các mã cổ phiếu để bổ sung vào trong cái danh mục đầu tư. Thì bây giờ Hùng sẽ đi đến phần thứ ba, là chúng ta sẽ đi phân tích lại toàn bộ tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi và những cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị ở trên Zoom ở trong tuần vừa qua, để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất. Đầu tiên thì Hùng sẽ đề cập đến mã cổ phiếu Nam Long, NLG. Đối với Nam Long thì trong cái kịch bản gần đây thì Hùng đã có đánh giá rằng Nam Long từ cái nhịp test chỉnh ở đây khoảng quanh vùng 29 và sẽ đánh về vùng chạm vùng đỉnh cũ vùng 31. Và cũng trong bản phân tích thứ 6 tuần trước thì Hùng cũng có đề cập đến là Hùng đang kỳ vọng nhịp này không những là đánh về vùng 31 mà Nam Long sẽ đánh về khoảng vùng giá 34, tức là kỳ vọng đánh vượt đỉnh của vùng giá 31. Thì những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Nam Long đang khá là tốt, khi mà sau một cái phiên ở đây, cái lực cầu của phiên ngày mùng 1 tháng 8 đánh lên rất là mạnh, và đến phiên ngày mùng 2 tháng 8 thì đã có phiên test chỉnh ngay trong phiên, và sau đó thì cũng kết phiên thì Nam Long đã lấy lại được vùng giá 31. Thì Nam Long sẽ có, Hùng đánh giá rằng sẽ có khoảng 1 đến 3 phiên nữa, sẽ có 1 đến 3 phiên nữa lình trình ở đâu đó khoảng quanh cái vùng này. 1 đến 3 phiên nữa lình trình ở quanh cái vùng khoảng vùng giá 31.2 và khoảng vùng 30.7. Ok. Chúng ta sẽ có khoảng 1 đến 3 phiên lình trình ở đây, và sau đó thì sẽ có những cây nến xanh hút mạnh với lực cầu để đánh break vượt thoát cái vùng giá 31 này, thì đấy là kỳ vọng Hùng lên. Và những kỳ vọng này thì nó cũng có cơ sở chứ không phải không, bởi vì trong những cái bản tin phân tích trước đây thì Hùng đang phân tích là Nam Long đang chạy theo những cái sóng lớn. Sóng chỉnh ABC của Nam Long đã hình thành xong. Ở đây là cái nền sóng chỉnh của Nam Long, đấy là hoàn thành ở nền giá 25. Là từ nền giá 25 này thì Nam Long sẽ có một sóng lớn. Thì đấy là những cái kịch bản phân tích của Hùng Lê từ rất là sớm rồi, và đến thời điểm hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy rằng những cái kịch bản phân tích này đang dần trở thành hiện thực, và tuần tới sẽ kỳ vọng Nam Long sẽ đánh vượt vùng 31. Mã cổ phiếu VGC thì đã bị gãy nền, vẫn chưa gãy nền,
VGC thì vẫn chưa gãy nền, tức là nền 19 đến nền 19.5 vẫn chưa gãy. Hùng cứ nghĩ là gãy rồi nhưng mà chưa gãy. Thì cái giai đoạn hiện tại của mã cổ phiếu này thì đang khá là thanh khoản khá là thấp. Thanh khoản khá là thấp và đánh ở trong cái vùng nền, thì trong cái vùng nền 19 đến nền 19.5 này thì những cái vị thế mà mở mua 1/3 hoặc 1/4 số định mua thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, bởi vì là nền chưa gãy thì không có sao cả. Và cái việc là cổ phiếu này đánh break nền 21 thì hiện tại đang chờ khá là dài, chưa có dòng tiền, và khả năng thì cổ phiếu này vẫn cứ tiếp tục lình xình đi ngang như vậy. HDG thì đã có những cái bài phân tích rất là sớm cho các anh chị ở vùng giá 32. Trên room thì đã khuyến nghị mua ở vùng giá 32 với mục tiêu của cổ phiếu HDG đánh về vùng 40. Trong những cái nhịp đánh gần đây thì HDG cũng đã có những cái nhịp rung rũ rất là đẹp, chạm đến vùng 35 ở đây, và sau đó từ vùng 35 này thì đã hút lên. Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HDG đang khá là đẹp. Vì sao lại đẹp? Bởi vì là HDG đã đánh vượt được vùng giá 37, đánh vượt được vùng giá 37, tức là đánh vượt thoát được cái vùng giá đeo bám cuối cùng ở đây. Đánh vượt thoát được đến cái vùng giá đeo bám cuối cùng ở đây thì kịch bản mà cổ phiếu này đánh về vùng 40 là hoàn toàn có khả thi trong một cái nhịp đánh phân tích này. Thì đối với cổ phiếu HDG là một mã cổ phiếu rất là tốt mà mình liên tục đề cập và phân tích cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. Tiếp theo đó là mã PDR. PDG. DPG. DPG thì mã cổ phiếu này Hùng có phân tích sau cho các anh chị, và vùng khuyến nghị mở mua quanh vùng 40.5, quanh vùng 40.5, và mã cổ phiếu này thì cũng đã được phân tích ít nhất là khoảng 2 đến 3 tuần. Các anh chị có thể xem lại trên dòng thời gian của trên kênh YouTube. Thì Hùng cũng có đánh giá rằng là cổ phiếu này đang khởi động một cái sóng 3 rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ, và hiện tại thì cổ phiếu này đã đánh vượt vùng ở đây là vượt vùng 42, và sau đó thì có những phiên lình trình quanh vùng 44, và phiên kết tuần thì một phiên rất là tuyệt vời khi cổ phiếu này đánh chạm vùng 46. Và từ những cái vùng phân tích ở dưới này, tức là khoảng từ vùng 40, thì có đánh giá rằng target của cổ phiếu này sẽ đánh về vùng 50, tức là cách target khoảng tầm 4.000 nữa. Thì với xu thế hiện tại của cổ phiếu Đạt Phương thì rất là mạnh, và cái vùng target vùng 50 thì hoàn toàn có thể đạt được. Và khi cổ phiếu này về đến vùng 50 thì cổ phiếu sẽ có những cái phiên test chỉnh, và và từ những phiên test chỉnh đó thì chúng ta sẽ canh những cái điểm mua mới. Còn với xu thế hiện tại thì rõ ràng một điều là qua những cái tuần phân tích, đúng không ạ, ví dụ đây là cái chỗ nến xanh này, cái nến xanh này là ngày 26 tháng 7, đúng không ạ, Hùng đã phân tích Đạt Phương rồi, và Hùng đã đề cập cho các anh chị đến cái vùng target là 50. Thì sang phiên thứ hai, đây là phiên thứ hai của tuần tới, thì các anh chị cũng có thể hoàn toàn mua mã cổ phiếu này khi mà cổ phiếu này tiếp tục có những phiên đánh lên. Đó thì Hùng sẽ phân tích luôn mã cổ phiếu VCS để Hùng nói một cái ý, tức là có một anh ở trên Zoom thì có nói rằng Hùng nghe là chúng ta khi mà có tín hiệu thì cần phải phân tích luôn để cho chúng ta không bị chậm T và không bị chậm giá. Thì rõ ràng mã cổ phiếu VCS là Hùng đã phân tích nhịp thứ nhất đánh về vùng 80. Thì về vùng đến vùng 80 thì Hùng có đề cập đến là cổ phiếu này sẽ chỉnh về khoảng vùng giá 72. Về đến vùng giá 72. Tuy nhiên là cổ phiếu này chỉ đi đến về vùng đến vùng 74 thôi, và sau đó thì có những cầu ăn lên. Vậy thì chúng ta không thể kỳ vọng được là đến vùng 72 thì hoàn toàn các anh chị có thể chủ động để chúng ta có thể khi có những phiên có cầu ăn lên. Đây là một cái phiên mà rất là đẹp khi mà nó đã lấp lại hết được toàn bộ những cái gap ở đây. Các anh chị lưu ý, đấy là những cái tín hiệu đảo chiều của cổ phiếu rất là tốt. Thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chủ động để chúng ta mở những cái lệnh mua ở đây, và thậm chí là trong phiên này chúng ta nhìn thấy có những cái lực đánh lên với dòng tiền tốt thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể mở mua ở đây. Đó, và như vậy là từ cái vùng vùng 72 này là Hùng kỳ vọng cổ phiếu này có thể chỉnh về đến đây và chúng ta sẽ mua. Và từ vùng 72 thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu này đánh về vùng 90.
Như vậy là cách target 90 khoảng tầm 5.000 nữa. Với xu thế hiện tại như thế này thì cái việc mà cổ phiếu này đánh về vùng 90 thì nó là trong tầm tay, và thậm chí là trong những nhịp phân tích ở đây thường có đề cập đến cổ phiếu này sẽ đánh lên những cái vùng target cao hơn. Những cái sóng dài của cổ phiếu này có thể đánh về vùng 100. Tuy nhiên là đấy là những cái sóng dài thì chúng ta phải căn cứ những sóng ngắn thì chúng ta mới phân tích những sóng dài, chứ Hùng không có phân tích trước. Bởi vì rõ ràng một điều là từ những cái nền tảng mà chúng ta chưa có mà chúng ta lại phân tích lên cái target cao như vậy thì các anh chị lại bảo là Hùng lên là nói phép đấy, thì nó sẽ không là đúng, không không đúng với cái thực tế lắm. Chúng ta sẽ bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta phân tích. Thì như vậy là VCS đã có một cái nhịp test thành công ở đây và mục tiêu đi về vùng giá 90. LCG thì hình như là bị gãy nền 10, nền hỗ trợ 10 bị gãy, và như vậy thì nó khá là xấu. Hiện tại LCG cùng khuyến nghị các anh chị là chúng ta quan tâm ở quanh vùng giá 10 và có thể đánh chạm vùng 12. Nhưng tín hiệu kỹ thuật hiện tại của LCG thì hơi yếu. Chúng ta khả năng là chúng ta sẽ bỏ cái mã này đi. Không phân tích. SDI thì Hùng đã có đề cập đến đầu phiên rồi, tức là những cái yếu tố rủi ro bất thường của mã cổ phiếu, chúng ta phải hết sức là chúng ta thận trọng. Và chính vì cái việc mà chúng ta không tiên lượng hết được những cái yếu tố bất thường như thế này, nên là trong cái quá trình đầu tư thì Hùng nên luôn luôn khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ mở mua khoảng tầm từ 3 đến 5 mã cổ phiếu trong danh mục của mình để chúng ta tránh được những cái rủi ro như thế này. Đây là những cái rủi ro bất thường mà chúng ta không thể tiên lượng được. Ở trong cái quá trình đầu tư, SD đã có một chỉ có 3 phiên thôi, chỉ có 3 phiên rơi rất là mạnh. Như thế thì cái xu thế hiện tại của cổ phiếu này sẽ tiếp tục giảm, và giảm về đâu thì cổ phiếu này khả năng là sẽ giảm chạm kênh. Chạm kênh thì nó cũng đang khá là mệt mỏi. Khi mà cổ phiếu này chạm kênh thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm vùng 54.5. 54.5 như thế là còn một cái lực giảm tương đối là dài. Thì các anh chị lưu ý, những anh chị nào đang nắm giữ vị thế này thì chúng ta cũng nên có những cái lực hồi, thì chúng ta có thể giảm tỷ trọng hoặc là chúng ta có thể chốt. DG thì như là cũng bị gãy nền. DG thì trong những cái phiên trước đây thì có đề cập đến các anh chị vùng giá quan tâm đến cổ phiếu này, vùng giá 13.5 đến vùng 13.6. Tuy nhiên là gãy thì bây giờ lại gãy, thì cổ phiếu này lại rơi về vùng hỗ trợ 13. 13 thì đang có những phiên lình trình ở đây, nhưng mà đối với những cái việc mà chúng ta mua ở một cái nền tích lũy thì nó sẽ rất là khó, bởi vì sau một cái nền tích lũy này thì không ai có thể giám sát được rằng là cổ phiếu sẽ đi lên hoặc là cổ phiếu sẽ tiếp tục gãy đó. Nếu mà ở cái nền tích lũy thấp ở dưới này thì không ai có thể tiên lượng được cái việc đó, và ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì khả năng là DG sẽ chưa cầm được đà rơi. Đất xanh cũng hình như cũng bị đấy cơ, cũng bị gãy nền. Đất xanh thì Hùng có khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm ở vùng 18.5, và hiện tại thì 17.6, tức là bị mất 1.000, và như vậy thì cổ phiếu này cũng đang bị gãy nền. Và cái việc mà nó có 1 đến 2 phiên neo lại như thế này thì nó không có ý nghĩa gì cả. Và như vậy là xu thế hiện tại của đất xanh thì đất xanh lại chuyển từ cái xu thế tích lũy sang cái xu thế giảm giá, như thế nó là hơi là xấu. Và nếu như đất xanh bị gãy cái nền, anh chị lưu ý, đất xanh bị gãy cái nền 18 thì nó sẽ rơi kinh khủng luôn, nó sẽ khả năng là sẽ chạm đến vùng 14, như thế là một cái mức giảm cũng đang tương đối là dài, anh chị lưu ý. Trong tuần vừa qua thì Hùng có khuyến nghị tiếp các anh chị một mã cổ phiếu nữa, đấy là PDR. Trong giai đoạn hiện tại thì Hùng rất là kết những cái mã cổ phiếu về ngành bất động sản, và những cái mã cổ phiếu về ngành bất động sản, những cái mã cổ phiếu mạnh Hùng rất là thích. PDR là một cái mã cổ phiếu mà đánh nhẹ nhàng, tức là cái cách đi của cổ phiếu các anh chị có thể nhìn thấy đây, đi từ vùng 21 đến vùng 27, cứ đi như thế thôi, cứ đi túc tắc như thế, rất là nhẹ nhàng. Thì hiện tại là Hùng đang nhìn thấy có những cái dòng tiền đã đánh vào mã cổ phiếu này. Và cổ phiếu này sẽ có cái lượng test lại ở khoảng vùng 26.5 đi.
cái nền nền hình thành ở đây là khoảng vùng 26.5 đến vùng 27, và những cái phiên test quay trở lại đây thì các anh chị có thể canh, chúng ta có thể canh mua ở quanh vùng 26.7 và thậm chí là có thể vùng 26.8. Cổ phiếu này sẽ có khoảng 1 đến 3 phiên chúng ta quan sát ở quanh những vùng này, và chúng ta sẽ có thể mở những điểm mua ở đây. Thì đối với mã cổ phiếu này là mã cổ phiếu chạy theo trend, đi rất là chậm nhưng mà cũng khá là chắc chắn. Thì mã cổ phiếu PDR là một mã cổ phiếu mới được khuyến nghị ở trong tuần vừa qua. Chứng khoán thì SSI phân tích rồi, SSI thì chúng ta sẽ bỏ thôi, SSI thì không còn cơ hội khi mà đâm như vậy. VC chúng ta xem VC thì về cơ bản là không bị gãy nền, vẫn ở trong nền, điểm quan tâm 31.5 và xu thế hiện tại thì vẫn đang xu thế lình xình đứng ngang. Đối với mã ngành chứng khoán không có gì xuất sắc. PVT là một mã cổ phiếu mới khuyến nghị ở trên Zoom ở trong tuần vừa qua. PLX thì Hùng đã phân tích rồi. Hàng không thì chúng ta sẽ xem là HVN. Đấy, chúng ta có thể thấy rằng là đối với những cái cách mà chúng ta phân tích nó rất là đơn giản thôi. HVN có vùng hỗ trợ 41.5 và có cái ngưỡng cần để break, đấy là vùng 44, thì rõ ràng là 3 lần break vùng 44 không thành, và đến cái vùng mà có cái điểm phân tranh ở đây, tức quanh vùng 42, thì Hùng đã có đề cập đến các anh chị là chúng ta phải bám sát cái tín hiệu của mã cổ phiếu. Nếu như một trong hai tín hiệu bị phá vỡ thì cổ phiếu nó sẽ đi theo những cái xu hướng khác nhau. Và vùng 41.5 bị gãy thì sau đó thì các anh chị có thể nhìn thấy là những cái gap ở đây đang có những gap rơi, và gap rơi như vậy thì rõ ràng một điều là cổ phiếu này lại cần lại về lại vùng 38, khả năng là sẽ về lại quanh vùng 38 để có thể tích lũy lại ở đây đó. Thì như thế là tín hiệu kỹ thuật của HVN hiện tại đang khá là xấu, khi mà một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy cổ phiếu này đang rơi. Gần anh chị đang nắm giữ mã cổ phiếu HVN, chúng ta có thể cân nhắc. VTC đã phân tích, chúng ta cùng xem mã cổ phiếu ACV. Đối với ACV thì nếu mà những anh chị nào mà đánh lướt sóng thì tham gia mã cổ phiếu này thì cũng khá là khó chịu. Còn đối với những cái vị thế nắm dài thì chúng ta cũng có thể quan tâm mã cổ phiếu này quanh vùng 80.5. NCT, nhạc của tôi. Đối với NCT thì trong đoạn này sao mà tạo lập đánh yếu thế nhỉ? Trong cái nhịp này thì kỳ vọng là cổ phiếu này có thể test chỉnh về vùng 72, và từ vùng 72 này thì đánh chạm về vùng 80, nhưng trước mắt sẽ đánh vượt vùng 75 đã. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang lình xình đi ngang khá là khó chịu. Còn đối với những vị thế đã đánh dài thì vẫn kỳ vọng rằng từ vùng 72 này có thể đánh vùng 80, còn đánh lướt sóng thì khá là khó chịu đối với cả mã cổ phiếu NCT. HNG thì xu thế hiện tại là hơi xấu khi mà đường MACD tiếp tục có những tín hiệu cắm xuống nền tích lũy 17 đến 17.5 thì có thể sẽ chạm vào trong cái vùng này. Và nếu như cổ phiếu này cần phải từ vùng nền 7.5 này phải có những cái phiên đánh break, đánh vượt lên để đi đến vùng target 20 thì như thế cơ hội còn. Còn nếu mà cổ phiếu bị gãy nền 17.5 thì như thế là cái cơ hội đi tiếp là không còn, và khả năng xu thế thì sẽ giảm và sẽ chạm về đến vùng 16, tức là chạm về đến cái vùng nền tích lũy của cổ phiếu HNG. Ba con A thì trong tuần vừa rồi khá là xấu. Đây là cái vùng hỗ trợ của nó, vùng 18.5 thì đã có phiên gãy vùng nền 18.5. Và sau cái phiên gãy vùng nền 18.5 này thì cái lượng hàng bán ra cũng khá là mạnh, bởi vì là thường cái xu thế cổ phiếu khi mà bị gãy nền thì cái tâm lý mọi người là thường sẽ bán á. Và như thế thì cổ phiếu này lại đi về vùng 17.
đi về vùng 17, tức là chạm lại cái vùng hỗ trợ đây để tích lũy trở lại. Đối với xu thế hiện tại thì đường MACD của cổ phiếu Baona đang mở rất là rộng và đang cắm xuống, thì điều này cho thấy rằng là cái lực bán có thể sẽ chưa cầm lại cái đà rơi của Baona. Có thể một hai phiên ở đây nó sẽ quanh vùng 17.5 à 17.7 đây. 17.7 thì chạm cái đường MA100 thì có thể sẽ có những phiên lình trình, nhưng mà cái đà rơi thì nó sẽ chưa thể cầm lại được. Dệt may TNG. TNG thì vùng nền ở đây, vùng nền kỳ vọng nền gom 20 đến 20.5 bị gãy. Và phiên cuối tuần thì cổ phiếu này đã lấp được gap, lấp được quá 2/3 gap của phiên gãy này, thì như thế là khá là tốt khi mà cổ phiếu này rơi về vùng hỗ trợ đây là khoảng vùng nền 18.5. Rơi về vùng 18.5 thì đã có một phiên tích lũy ở đây và có một phiên cầu đẩy trở lại. Thì về cơ bản tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì lực hồi sẽ đánh về đâu? Thì trước hết là cổ phiếu này cần phải vượt lại khoảng vùng 20.5. Đó, sẽ cần vượt lại vùng biên trên này thì cái cơ hội đánh tiếp nó còn. Còn nếu mà cổ phiếu này chạm vùng 20.5 và tiếp tục gãy thì như thế là cổ phiếu này sẽ lình thình tích lũy tiếp theo. Họ nhà Việt theo thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến VGI. VGI đó, cổ phiếu cứ theo sóng và theo trend rất là đẹp. Và trong những cái nhịp test chỉnh ở gần đây thì Hùng có đề cập đến cái nền 29.3. Đấy là một cái nền mà cổ phiếu này có thể gom góp lại và sẽ kỳ vọng là sẽ có 1 đến 2 phiên đánh vượt lên. Và trong cái giai đoạn hiện tại thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy là cái dòng cổ phiếu của Viettel rất là tốt, các mã cổ phiếu Viettel đang tăng rất là tốt. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ hướng dòng tiền đến mã cổ phiếu này. Đích đến của cổ phiếu vùng giá 35 đến vùng giá 36. Đích đến 35 đến 36 ở trong cái nhịp đánh này thì khả năng là cổ phiếu này sẽ hoàn toàn có thể đánh tiệm cận lên, thế hoàn toàn có thể đánh tiệm cận về đến vùng này, thậm chí có thể đánh về vùng 38. Trên biểu đồ đến tuần thì VGI đã có 2 tuần tăng rất là đẹp đối với cổ phiếu VGI. Tiếp theo là mã cổ phiếu CTR. CTR thì một số các anh chị có hỏi là bây giờ như thế nào, thì cũng bây giờ là mã cổ phiếu này thì khả năng là hết cách để chúng ta phân tích rồi. Tại vì sao? Bởi vì là bây giờ nó hoàn toàn nó nằm trong những cái yếu tố của nhà tạo lập, thì cái kịch bản mình đưa ra có thể kéo về vùng 50, sau đó thì chỉnh lại một tí ở về đến vùng 45, nhưng mà rõ ràng là vùng 50 thì cũng đã kéo qua, vùng 50 cũng đã kéo qua thì bây giờ không biết kéo về đến đâu. Chịu với một cái đồ thị lên đứng như thế này thì nó cũng khá là khó để có thể đánh giá được. Còn đối với mã cổ phiếu VTK thì cái nhịp đánh thứ nhất đấy là từ cái vùng nền này thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia, và target đầu tiên là chạm vùng 40 và sau đó thì cổ phiếu này chỉnh lại, thì cũng đã khuyến nghị lại là chúng ta có thể quan tâm lại cổ phiếu này quanh vùng giá 34 đến 34.5. Và trong nhịp này thì từ vùng này thì là đánh chạm về vùng 45, và khả năng cũng không ngần ngại khả năng là VTK cũng sẽ là một cái mẫu hình tượng của mã cổ phiếu CTR, bởi vì hiện tại là nhóm ngành cổ phiếu Viettel đang khá là hot, nên là chúng ta sẽ quan tâm và chúng ta sẽ tập trung vào những cái mã cổ phiếu hot như vậy, thì chúng ta sẽ đỡ mất thời gian và cái dòng tiền nó hướng vào đấy thì chúng ta sẽ đánh rất là dễ. Thủy điện chúng ta có mã cổ phiếu GEG. Thì đối với mã cổ phiếu GEG thì mình cũng đã liên tục phân tích trong những cái giai đoạn gần đây. Khi mà GEG có một cái nền tảng tích lũy và Hùng đang chờ những cái phiên để GEG đánh vượt vùng 24, thì đây chính là cái phiên break mà đánh vượt vùng 24, và sau đó thì có đề cập đến việc vùng 24.7 là cái ngưỡng mà chúng ta có thể canh trở lại đối với mã cổ phiếu này. Để chúng ta có thể kỳ vọng trong cái nhịp này chúng ta sẽ đánh vượt lên đến vùng 30.
Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của GEG đang khá là tốt. Khá là tốt khi mà GEG có những phiên đánh lên và có những phiên đánh test quay trở lại và hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng là trong nhịp đánh này GEG sẽ hoàn thành mục tiêu tăng ép của chúng ta từ vùng giá ở đây là cái nhịp màu khuyến nghị các anh chị, đấy là vùng 24.7 và đánh về vùng 30. Ok, đối với GEG thì như vậy. Thủy sản thì hiện tại thì đang khá là yếu. ANV thì đã gãy cái nền ở đây, đấy là nền 26.5. Đã gãy cái nền 26.5 và quan điểm của Hùng thì những cổ phiếu gãy nền thì chúng ta sẽ nên loại bỏ. MPC. Đối với Minh Phú thì trong cái nhịp đánh vừa qua thì cũng có kỳ vọng là Minh Phú sẽ đánh chạm về vùng 40. Tuy nhiên là không về được vùng 40 mà đâu đó về được đến vùng 37. 37 thì đã có những cái nhịp test chỉnh và ở đây thì sẽ có một cái ngưỡng hỗ trợ ngắn của cổ phiếu này ở vùng 35. Vùng 35 này không thủng thì khả năng yếu tố tạo lập sẽ đánh thêm một nhịp nữa để chạm về vùng 40. Nhưng anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ mã MPC thì chúng ta cũng thể canh cái nhịp hồi này để chúng ta ra hàng. Trong giai đoạn vừa qua chúng ta cũng quên mất một cái mã cổ phiếu về ngành dược rất là tốt, đấy là dược Hà Tây. Trong bản tin tuần trước thì Hùng cũng đã có đề cập rồi, bởi vì dược Hà Tây đã có một cái nhịp đánh khá là mạnh và nhịp đánh này thì Hùng cũng đánh giá rằng khả năng sẽ chạm về khoảng vùng giá 42 và cổ phiếu này sẽ chỉnh lại thì hiện tại là đã chỉnh rồi, cổ phiếu dược Hà Tây thì đã chỉnh rồi. Và trong cái phiên tín hiệu cuối tuần thì chúng ta có mã cổ phiếu Domeco DMC. Đối với mã cổ phiếu này thì các anh chị có thể nhìn thấy là cái thanh khoản của nó khá là thấp, rất là thấp luôn và nhìn ở trên một cái xu thế tổng thể thì ở trước đây các anh chị cũng có thể thấy nhìn rằng là cái nền trước khi mà Domeco có một cái nhịp chạy thì nó cũng đã có một cái nền chạy ngang khá là dài. Thì ở trong giai đoạn hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là có một cái nhịp chạy ngang khá là dài đây. Và đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta có thể xem ở trên đến tuần để chúng ta phân tích thì nó sẽ dễ hơn. Đó, trước khi mà cổ phiếu này chạy thì gần như là ở đây chúng ta cũng không nhìn thấy bất cứ một cái tính thanh khoản nào. Và sau đó thì khi cổ phiếu bắt đầu chạy thì dòng tiền mới được kích hoạt và tất cả những con mắt bắt đầu đổ dồn vào đó. Thì hiện tại là cái vùng giá 70 ở đây. Cái nền tảng tích lũy ở đây này, xem là nền ở đây, chúng ta sẽ vẽ lại lên đây một tí. 68.5 và nền 73. Nền 68.5 đến nền 73 là một cái nền Nền 68.3 đến nền 7 68.5 đến nền 73 là một cái nền tích lũy khá là dài. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là gần như là cổ phiếu này mất hết toàn bộ những cái tín hiệu về thanh khoản. Và chính vì như vậy là và đến cái thời điểm hiện tại này là cái thời điểm Hùng đang ngó nghiêng đến cái mã cổ phiếu này. Cuối tuần thì đã có một phiên tăng trần và cái cây nến tuần này là một cây nến, thực ra là cây nến tuần nhưng mà nó là của cái gì ạ? Của cái gọi là của cái cây nến tuần là của cây nến ngày thứ 6. Chúng ta sẽ quan tâm cổ phiếu này ở quanh vùng giá 75. Những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu này, chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm đến mã cổ phiếu này quanh vùng giá 75. 1/3 đến 1/4 số định mua mã cổ phiếu này và chúng ta sẽ kỳ vọng một nhịp đánh dài của cổ phiếu này. Sau khi mà hoàn thành một cái nền tảng tích lũy ở đây khá là tốt, khá là dài rồi thì hiện tại là chúng ta sẽ quan tâm trở lại đối với mã cổ phiếu này, các anh chị lưu ý. Các cái mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp thì rất là tuyệt vời, D2D.
D2D là một mã cổ phiếu mà Hùng đang kỳ vọng là có thể chỉnh lại được đến vùng 71.5 đến khoảng thậm chí là đến vùng 72. Để chúng ta có thể gom lại, và chúng ta đánh tiếp mã cổ phiếu khu công nghiệp, bởi vì hiện tại thì sóng ngành của khu công nghiệp nó vẫn chưa có những dấu hiệu dừng lại. Và cổ phiếu này thì chỉnh khá là nhẹ nhàng, chạm vùng 77 và sau đó thì tích lũy đình trình và có một phiên đánh lên với một cái lực cầu khá là lớn, hơn 400.000 cổ phiếu, và phiên ngày hôm sau thì tiếp tục tạo gap ở đây. Với một kịch bản tạo gap như thế này thì khả năng là cổ phiếu này 82.5. Cái cơ hội để chúng ta gom cổ phiếu này vùng giá thấp thì nó không còn nữa, và bây giờ nó lại trở thành cái vùng ở trên này, khả năng là chỉ chạm được khoảng quanh vùng 82.5. Thì sẽ chờ trong phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới để xem cái động thái của cổ phiếu này, xem là những cái điểm test như thế nào, bởi vì là chúng ta mua đuổi theo như thế này nó cũng khá là nguy hiểm. NTC khu nghiệp Nam Tân Yên hoàn toàn cũng tương tự như vậy. Thì đối với Nam Tân Yên, khi mà phân tích hoàn thành đến về target vùng 180 thì cũng kỳ vọng là từ vùng 180 này sẽ chỉnh được về đâu đó khoảng vùng 150 để chúng ta có thể tham gia trở lại. Tuy nhiên là cổ phiếu này là không chỉnh và đánh lên đến thời điểm này là cách vùng 200 có một tí kẹo teo nữa thôi, thì với một việc cổ phiếu đi như thế này thì chúng ta cũng không thể là chúng ta neo theo được, như thế nó cũng sẽ khá là nguy hiểm. Mã cổ phiếu IDV là một mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích cách đây khoảng tầm độ 2-3 tuần. Các anh chị có thể xem lại IDV. Vùng giá mà Hùng khuyến nghị cho các anh chị chúng ta quan tâm đó là khoảng quanh vùng giá 31 đến vùng giá 33. 33, và một số các tài khoản của Hùng Lê thì đã mở mua mã cổ phiếu này, rất là đẹp luôn. Hiện tại thì các anh chị có thể thấy rằng là mã cổ phiếu này là đánh vượt thoát vùng 35. Một cái điểm tì của cổ phiếu này đã đánh vượt thoát vùng 35 để có được một cái xu thế đi tiếp theo. Và chính vì cái việc là trong cái giai đoạn hiện tại Hùng đang nhìn thấy dòng tiền đang tập trung vào ba cái nhóm ngành chính. Thứ nhất là trụ, thứ hai là Viettel, thứ ba là sóng khu công nghiệp, và thứ tư là bất động sản. Xin lỗi các anh chị, 4 ngành. Thì những cái mã cổ phiếu bất động sản rất là mạnh, chúng đã phân tích rồi, và IDV thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mua. Hiện tại cái đích đến trong cái nhịp đánh phân tích này thì cũng đã phân tích kỳ vọng là IDV sẽ đánh chạm vùng 45, thậm chí là có thể đánh chạm vùng 47 đến vùng 50, nhưng mà cứ kỳ vọng đến vùng 45 đã. Từ vùng 45 này thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích của mã cổ phiếu này. Hiện tại ở trên biểu đồ đến tuần, những cái tín hiệu kỹ thuật đang rất là tốt, rất là tích cực đối với mã cổ phiếu IDV. IDV đối với mã cổ phiếu này thì cái tính chất cơ bản của cổ phiếu cực kỳ tốt, và khi mà đánh chạm đến vùng 40 thì có thể cổ phiếu này sẽ lình trình một tí, các cái điểm mua của IDV thì nó sẽ không còn nữa. Thêm một cái mã cổ phiếu nữa, SZL đây, Hùng cũng đã khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật thì Hùng đã có những cái Hùng cũng đã có những cái đánh giá là sóng ngành khu công nghiệp vẫn còn khỏe, và đây SZL thì trong cái phiên ngày 1 tháng 8 thì Hùng cũng đã có đề cập đến cái việc SZL là một cái mã cổ phiếu có thể chỉnh về đến vùng 48 để tham gia, và tùy vào mức độ kỳ vọng thì chúng ta sẽ mở mua ở quanh vùng này, và lúc đó Hùng khuyến nghị các anh chị là 12:32, tức là vẫn còn phiên chiều, tức là chúng ta hoàn toàn có thể mở mua cổ phiếu SZL. Hoàn toàn chúng ta có thể mở mua cổ phiếu SZL ở trong cái phiên ngày 1 tháng 8 đây. Trong phiên ngày 1 tháng 8 thì lúc đó Hùng đã nhìn thấy rằng là một cái việc là cổ phiếu này đã có những cái phiên lấp gáp rất là đẹp, và kỳ vọng về vùng 48 thì nó sẽ là khá là khó. Và cái cách mà Hùng phân tích thì Hùng đã nói rồi, tức là chúng ta có thể kỳ vọng ở những cái vùng giá thấp. Tuy nhiên là trong phiên nếu có những cái phiên cầu mà lấp gáp
đẩy lại lấp được những cái gap đỏ trước này, tức là khoảng vùng giá 53 đến vùng giá 54 chúng ta đã phải cũng có thể tham gia mã cổ phiếu này rồi. Với SSL, xu thế hiện tại thì như thế nào? SSL là cũng một cái mã cổ phiếu về khu công nghiệp, và hiện tại thì SSL cũng đã không còn kháng cự nữa. Tức là bây giờ nó sẽ phụ thuộc hết tất cả vào cái yếu tố tạo lập và cứ như thế thôi, và cổ phiếu này thì nó cũng đánh theo trend, theo sóng. Và đã break khỏi cái vùng kênh trên thì bây giờ chỉ còn duy nhất là có test lại vùng 55 hay không. Đấy là một cái câu mà trả lời một cái câu hỏi mà chúng ta cần sẽ có câu trả lời ở trong tuần tới. Nhưng trên một cái góc độ hiện tại thì ông đánh giá rằng khả năng là khó để test về vùng 55. Và sóng này sẽ đi về đâu thì hiện tại là Hùng cũng chưa thể đặt được target của cổ phiếu này, Hùng sẽ chờ thôi. Bởi vì là đi đâu về đâu 5860, và đây Hùng đang kỳ vọng là cái giai đoạn này là cái giai đoạn khởi nguyên của một con sóng đầu của một cái gọi là một cái sóng đầu của một cái ngành khu công nghiệp. Sau khi mà NTC rồi D2D, những cái mã cổ phiếu hàng đầu nó đã chạy rồi thì những cái con lít nhít ở đằng sau nó sẽ chạy tiếp theo, và IDV là một ví dụ, SSL cũng là một cái ví dụ thứ hai. Đấy là những cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị chúng ta nên đầu tư để chúng ta tập trung vào những cái mã cổ phiếu mạnh như vậy. Bảo Việt, Vinhome, Vinamilk, MVKG, FPT, CMG Hùng đã phân tích rồi. Khả năng là STK, TDM thì như là đã bị hỏng kỹ thuật. STK đó, STK thì như là đã bị hỏng kỹ thuật. STK thì chạm vùng hỗ trợ ở đây, vùng 22 thì đang có những phiên hồi đây thì những anh chị mà bắt đáy thì có thể tham gia, nhưng mà Hùng không tham gia, mặc dù Hùng đã đề ra cái vùng giá 22 này là cái vùng giá mà cổ phiếu này có thể hồi từ đây. Quan điểm của Hùng là không bắt đáy. TDM cũng như vậy. TDM thì Hùng đã có đề cập ra đây một cái vùng, đây khả năng là sẽ vùng đây cái hình chữ nhật đấy, vùng 30 đến vùng 30.5 thì trong đã có phiên thủng ở đây và sau đó thì hồi lên, nhưng mà những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy là Hùng không có yêu thích nữa. VRG nhà Đà Nẵng. VRG. VRG thì vẫn có một cái nền ở đây, nền tích lũy 13 đến 14, và trong cái nền này thì chúng ta có thể quan tâm tham gia đối với mã cổ phiếu này. Và trong cái nhịp ở trước đây thì cũng có đề cập đến đâu đó nền 14.3 là nền chúng ta có thể tham gia. VGR thì vẫn kỳ vọng một cái nhịp đánh là chạm vùng 19 ở trong cái nhịp đánh này. Và nhắc đến mã cổ phiếu VRG, cái cổ phiếu nhà Đà Nẵng thì mình sẽ dán lên đây trong cổ phiếu nhà phân tích của nhà cổ phiếu bất động sản. Ông phân tích lại cổ phiếu nhà Đà Nẵng bởi vì nó nằm ở trong cái mục mà phân tích của cổ phiếu bất động sản. Thì đối với nhà Đà Nẵng ở trong tuần trước thì Hùng cũng có đề cập đến cho các anh chị là Hùng đang bẻ cái kịch bản như thế nào cho nó hợp lý đối với mã cổ phiếu nhà Đà Nẵng. Thì đối với nhà Đà Nẵng thì Hùng có đề cập đến việc là có thể là cổ phiếu này sẽ gãy không phải gãy xin lỗi là sẽ chỉnh về đâu đó khoảng vùng 17, và sau đó thì cổ phiếu này sẽ có những nhịp đánh break và đánh vượt kênh, tức là đánh vượt vùng 18 để có thể đi đến về vùng 20. Thì đấy là cái kịch bản của cổ phiếu nhà Đà Nẵng Hùng đang đề ra. Ở nhà Đà Nẵng thì cũng là một cái mã cổ phiếu đang rất là mạnh của ngành bất động sản, nó cũng giống như con nhà Từ Liêm. Khi nó đã tăng thì không biết là nó tăng đến đâu. Đó, anh chị có thể nhìn thấy thì cái Hùng đang nhìn thấy cái hình ảnh của cổ phiếu nhà Đà Nẵng đang như vậy. Những cái nhịp tăng của nhà Đà Nẵng đang khá là chắc, và trong cái quá trình tăng thì luôn có những cái nhịp rung rũ để có thể là giảm tải bớt những cái lượng đeo bám của nhà hàng của những cái nhà đầu tư cá nhân. Hiện tại là nhà Đà Nẵng rất là đẹp, những cái phiên test về test sâu ở đây là test về vùng 17, 16.7 rất là đẹp, vùng hỗ trợ 16.7, và sau đó thì có những cái nhịp hồi lên đối với cổ phiếu nhà Đà Nẵng. Hùng sẽ cắt luôn cái mã cổ phiếu GVR lên đây, bởi vì là cái thằng này là
hai cái thằng này là hai cái thằng nó bị hỏng rồi thì chúng ta sẽ bỏ nó đi. Ta sẽ sửa lại đây là cao su. Cao su. Mã cổ phiếu GVR cũng là cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị. Chúng ta nếu nếu chúng ta theo dõi những cái bản tin gần đây của Hùng Lê thì đã khuyến nghị các anh chị cái mã cổ phiếu GVR. Khi mà GVR đã có những cái nhịp đánh ở đây là những cái nhịp đánh mà nó sẽ nó đang lình xình ở vùng kênh, và những cái nhịp test chỉnh Hùng có đề cập đến là có thể nó sẽ có những nhịp test về đến đây, thì cái phiên có một cái phiên của ngày 31 tháng 7 nó rất là đẹp. Những phiên ngày 31 tháng 7 là GVR đã đánh về vùng 14. Phiên này thì Hùng không có mua được, bởi vì lúc đó thì không có kịp quan sát. Và mã cổ phiếu GVR này cũng là cái mã cổ phiếu mà mẫu hình vượt đỉnh, bản thân là đã vượt đỉnh rồi, tức là bản thân cổ phiếu này đã vượt đỉnh ở đâu đó khoảng đây, đã vượt đỉnh 13, và sau đó thì mã cổ phiếu này đang có hình thành một cái trend xu thế đi lên. Và cái cách đi của mã cổ phiếu này thì nó cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đi theo trend sóng rất là đẹp. Và như vậy thì những cái mục tiêu mà cổ phiếu này đi lên tiếp theo ở đây thì có thể là sẽ đánh về khoảng vùng 17 đến vùng 18. Đấy là vùng kỳ vọng của Lê. Sẽ đánh về vùng 17 đến vùng 18. Và hiện tại thì cổ phiếu này đang đi theo những sóng dài rồi. Đang đi theo những sóng dài rất là đẹp, rất là đẹp. Một số các anh chị trong team của Hùng Lê thì cũng đã nhặt được mã cổ phiếu này và đang chờ canh chốt, nhưng mà mã cổ phiếu này thì chúng ta có thể đánh dài được, thậm chí là có những cái nhịp test chỉnh thì chúng ta có thể mở mua thêm, gia tăng thêm tỷ trọng đối với mã cổ phiếu GVR. Và nhắc đến mã cổ phiếu GVR thì chúng ta cũng sẽ nói luôn một mã cổ phiếu, đấy là SHIP. SHIP cũng đã được cùng đề cập ở trên Zoom. Đây, tức là trong buổi tối ngày thứ tư thì Hùng có view lại thì ba ngày 31 tháng 7 thì Hùng có view lại thị trường, và Hùng cũng có đề cập đến mã cổ phiếu SHIP. Thì đây là một mã cổ phiếu mới lên sàn và rất là nhiều con mắt đổ dồn vào đây. Thì đối với mã cổ phiếu SHIP thì nó cũng liên quan đến cái con GVR và VGR. Thì đây là trong cái ngày 31 tháng 7, tức là kết phiên ngày 31 tháng 7 thì đến ngày 1 tháng 8 thì cũng có đề cập đến là quanh cái vùng giá 100. Nhưng mà rõ ràng một điều là ngày hôm sau thì nó đã tạo gáp luôn, tức là giá mở cửa là nhảy lên đến đâu đó là vùng 110 luôn. Giá mở cửa là vùng 110 luôn thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị là chúng ta thôi, bây giờ nếu mà như thế này thì chúng ta đành phải mua cao thôi. Và đối với SHIP thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái lực đánh khá là kinh, tức là đánh từ vùng 25 đến hiện tại bây giờ là vùng giá 126. Tức là nếu những anh chị nào mà chúng ta mua được ở những cái đời đầu thì bây giờ nó đã có một cái mức lãi khoảng tầm độ, cứ cho là 30 đi, tức là mức lãi khoảng tầm 400%, tức là chúng ta đã nhân 4 lần tài khoản đến thời điểm hiện tại. Với những cái lực đánh mạnh như thế này thì chúng ta sẽ dừng lại để chúng ta quan sát, và khả năng sẽ có những cái nhịp test chỉnh, và chờ những nhịp test chỉnh đó thì Hùng sẽ khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ có thể mở mua mới ở trên Zoom. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ không thể chạy theo như lúc này nữa. Một số các mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng sẽ xem thử là AGR thì hiện tại là chưa ổn, tức là một số cái mã cổ phiếu đầu cơ thì trong tuần vừa rồi thấy là chạy không thực sự là tốt. Hai cũng không chạy, rồi TTS không tốt. Chúng ta sẽ xem những mã cổ phiếu khác ở dưới này thì nó có thể là nó sẽ ok hơn. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu DGC. Đối với DGC thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể quan tâm lại ở quanh nền 31 đến nền 31.2. Khi mà DGC đã có những cái nhịp đánh dẫn ở đây thì cùng kỳ vọng tiếp theo đấy là cái cổ phiếu này sẽ hình thành một cái sóng sóng mới ở đây. Sóng ở đây, và như thế là những cái phiên có những cái phiên DGC đã có những phiên test chỉnh ở đây khá là đẹp, thì chúng ta có thể quan sát ở quanh vùng 31. Những anh chị nào mà chúng ta chưa có DGC, chúng ta quanh vùng 31 để chúng ta có thể mở mua.
NAF thì Hùng cũng có đề cập ở trên Zoom khi mà Hùng nhìn thấy rằng những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại có thể đánh vượt vùng 18.7 đến vùng 19.3. Và sau một cái phiên break mạnh đánh lên ở đây thì khả năng cổ phiếu này sẽ chỉnh lại đâu đó quanh vùng 19.8. Đó, những cái vùng 19.8 này sẽ là những cái vùng mà cổ phiếu sẽ chỉnh lại đây. Và những anh chị nào mà yêu thích những cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh, chúng ta cũng có thể tham gia cổ phiếu NAF. Tuy nhiên là NAF thì cũng đang chạm đến ở nhịp đánh này, có thể đánh chạm đến vùng 22 thôi, tức là cũng khá là gần rồi, tùy những cái khẩu vị của anh chị để chúng ta có thể tham gia. Mã cổ phiếu PTB và BMI. PTB thì trong những cái nhịp đánh ở trước đây thì cũng có kỳ vọng cái nhịp gom ở đây ở đâu là khoảng vùng 66 đến vùng 66.5. Sau đó thì cổ phiếu này đã bị gãy hẳn xuống tận vùng 64, gãy hẳn xuống vùng 64. Và từ vùng 64 thì vùng 64 là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt ở trong một cái nhịp đánh này, và từ vùng 64 này thì cổ phiếu đã hồi phục, và với tín hiệu hiện tại chúng ta thấy rằng những cái phiên hồi phục của cổ phiếu này thì thanh khoản khá là thấp, thì nó cũng rất là phù hợp. Tức là cái cách đi của cổ phiếu này khi nó khởi động lại một cái nhịp tăng thì thanh khoản của nó khá là thấp, và sẽ có những phiên đánh mà lình trình ở đây, sẽ có những phiên đánh lình trình, khả năng là sẽ lình trình ở quanh vùng 68. Lình trình từ vùng 68 này rồi thì cổ phiếu này sẽ đánh nhịp này thì sẽ đánh đầu tiên là vượt đỉnh vùng 72, và cái nhịp đánh phân tích ở đây là vùng 74. Kỳ vọng sẽ đánh về vùng 74. PTB thì là một cái mã cổ phiếu nó cũng chạy theo kênh sóng, anh chị cũng có thể nhìn thấy mã cổ phiếu này nó cũng chạy theo kênh sóng khá là đẹp. Tức là khi chạm kênh dưới thì cổ phiếu thường có cái mức hồi phục đi lên, thì chúng ta sẽ canh ở những cái điểm, cái phương pháp mà đánh theo những cái mã cổ phiếu chen sóng thì chúng ta sẽ canh ở những cái điểm điểm kênh dưới để chúng ta mua. BMI Hùng khuyến nghị các anh chị quan tâm ở vùng 25.3, và mục tiêu ở trong cái nhịp đánh này sẽ đánh chạm vùng 29 đến vùng 30. Không có gì thay đổi với mã cổ phiếu BMI. Cổ phiếu RAL này thì thanh khoản nó hơi thấp. Đó, RAL thì kỳ vọng đánh về vùng 90, và chưa về đến vùng 90 thì cổ phiếu này đã test chỉnh, và các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng là chúng ta nếu đu theo những cái mã gọi là đu theo những cái điểm tăng giá như thế này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và RAL ở vùng giá chúng ta có thể tham gia quay trở lại ở vùng 81.5. 81.5 đến vùng 82 đi, cho là vùng 82, ok. Đây là một cái vùng mà chúng ta có thể quan tâm trở lại đối với mã cổ phiếu này, vùng 82, và nhịp đánh này thì có thể là đánh chạm vùng 90. Đó, thì thường là những mã cổ phiếu mà thanh khoản thấp thì chúng ta lưu ý, anh chị lưu ý chúng ta là chúng ta không có mua nhiều. Một số các cái mã cổ phiếu mới lên sàn như LMH này. LMH thì như một số anh chị có hỏi Hùng. LMH thì hiện tại là đang hơi xấu và vùng hỗ trợ 16. Tín hiệu hồi thì các anh chị có thể canh để ra hàng. LMH thì khả năng là cũng sẽ hết nhịp. SZC. Đối với mã cổ phiếu SZC, một số anh chị đã mua ở khoảng vùng 22. Và có ở Hùng là bây giờ thì kịch bản như thế nào, thì trong cái kịch bản trước đây Hùng phân tích mã cổ phiếu này thì Hùng có đề cập đến việc là cổ phiếu này có thể chỉnh về khoảng quanh vùng 20.7, và từ vùng 20.7 này thì sẽ đánh chạm vùng 30. Xu thế hiện tại của cổ phiếu SSC đang rất là tốt khi mà có hai phiên có lực cầu đi lên. Hùng có đặt mua lại mã cổ phiếu này quanh vùng 23 nhưng mà không mua được và bắt buộc cổ phiếu nó chạy đi rồi. Thì cổ phiếu nó chạy đi rồi thì thôi, chúng ta sẽ không đuổi theo. Còn tùy từng khẩu vị của quý anh chị nhà đầu tư thì chúng ta cũng có thể đuổi theo, nhưng đuổi theo ở một góc độ là 23.5, sẽ canh ở khoảng vùng 23.5 để xem có cái phiên rũ nào không, mà cổ phiếu về đến vùng 23.5 thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta mua. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm qua lại toàn bộ tình hình xu thế tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như phân tích các cái nhóm ngành thế mạnh, các cái mã cổ phiếu có dòng tiền để giúp cho chúng ta có thể có một cái định hướng đầu tư.
Đối với dòng cổ phiếu thì Hùng cũng đã có khuyến nghị với các anh chị rồi, chúng ta sẽ tập trung vào bốn cái dòng chính, đấy là dòng trụ, đấy là dòng bất động sản, đó là cổ phiếu ngành khu công nghiệp và ngành họ Viettel. Thì đấy là bốn cái dòng Hùng đang nhìn thấy có những cái tiềm năng lớn nhất để chúng ta có thể đầu tư. Và thêm một cái ý nữa, Hùng nhấn mạnh lại là VN Index của chúng ta sang tuần tới, VN Index của chúng ta sang tuần tới thì cái khả năng, cái mức độ tăng mạnh của VN Index thì Hùng đánh giá khả năng là nó sẽ không có nhiều. VN Index khả năng sẽ có những cái điểm lình xình, sẽ có những cái điểm lình xình ở quanh vùng 985, quanh vùng 985 đến vùng 990, thậm chí là VN Index của chúng ta có thể kịch bản xấu hơn. Kịch bản xấu hơn là có thể về 980, về kịch bản xấu hơn là có thể về vùng 980 để tích lũy lại ở vùng nền này. Và cái việc mà VN Index của chúng ta càng tích lũy sâu ở cái nền 980 đến nền 985 này, càng tích lũy càng dài càng tốt để chúng ta có được một cái nhịp đánh vượt đỉnh 1000 và sau đó sẽ tiệm cận lên đến vùng 1020 điểm, thậm chí là lên đến vùng 1040 điểm. Đấy là những cái target mà Hùng Lê đang kỳ vọng để phân tích ở trong cái nhịp đánh này. Và VN Index là một câu chuyện, còn mã cổ phiếu chúng ta đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại thì có 4 nhóm ngành Hùng đã khuyến nghị rồi. Ok, bản điểm tin đến đây là hết, và hẹn gặp lại tất cả những anh chị, những cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta trong những bản tin tiếp theo. Và Hùng Lê cũng rất vui khi mà kênh của chúng ta Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng ở trên kênh YouTube hiện tại là chúng ta đã có được hình như mạng đang bị lỗi, là đâu đó khoảng gần 3000 anh chị em của chúng ta đã về đăng ký kênh để cùng đồng hành với Hùng Lê trên suốt chặng đường đầu tư. Từ một con số là 0 anh chị em đăng ký và chúng ta đã có con số 3000, và Hùng Lê kỳ vọng rằng con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Và khi con số này tăng lên thì cái vai trò của Hùng Lê cũng như cái trách nhiệm của Hùng Lê ngày càng lớn lên để có thể cung cấp đến cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có được những cái thông tin bổ ích nhất, có được những cái mã cổ phiếu mạnh nhất. Và Hùng Lê cũng mời các anh chị về đồng hành với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS và cùng tham gia trên group của hai cái group chính, đấy là group của Phái Sinh và group của Hỗ trợ Chứng khoán Cơ sở qua Zalo 0968 279 555. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.